Thưa quý vị, việc giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe người được giao xe, mà còn vi phạm luật giao thông đường bộ và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho cả người giao phương tiện. Đây là nội dung chính của chuyên mục An toàn giao thông kỳ này. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi phần tin tức an toàn giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ hiện nay. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt 5 nhóm hành vi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, gồm nồng độ cồn, ma túy, quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe, tốc độ, vi phạm về tránh vượt phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp. Việc kiểm tra xử lý vi phạm theo các chuyên đề sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông. Công an huyện Châu Đức có văn bản gửi công an các xã thị trấn về việc tăng cường tuyên truyền xử lý xe công nông, xe tự chế vi phạm an toàn giao thông. Theo Công an huyện Châu Đức, thời gian qua, tình trạng người dân sử dụng xe máy kéo, máy cày, vận chuyển nông sản, vật liệu xây dựng, tham gia giao thông trên các tuyến đường đã gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Công an huyện Châu Đức yêu cầu các hộ dân không sử dụng xe máy kéo, máy cày kéo theo rơ móc tự chế, phương tiện xe ba bánh tự chế, không đảm bảo các điều kiện về an toàn kỹ thuật tham gia giao thông. Tùy theo mức độ vi phạm, có thể xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông ở lứa tuổi học sinh có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý, không ít học sinh đi xe máy đến trường điều khiển phương tiện khi chưa có bằng lái xe, chưa đủ tuổi sử dụng phương tiện tham gia giao thông. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Ngày 5 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với Tòa án Nhân dân cung cấp làm thủ tục chuẩn bị mở phiên tòa xét xử bà Roma Bin, 38 tuổi, về tội giao xe cho con chưa thành niên điều khiển. Theo cáo trạng, từ năm 2021, chị Bill mua chiếc xe mô tô với dung tích xy lanh 109cm cho con trai, sinh năm 2006, chưa có giấy phép lái xe theo quy định để đi lại hàng ngày. Ngày 25 tháng 10 năm 2023, sau khi uống rượu, thiếu niên này đã điều khiển xe máy gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong. Cũng trong ngày 5 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án cung cấp tổ chức xét xử phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm đối với bà Nguyễn Thị Yến, sinh năm 1989, về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Theo nội dung cáo trạng, bà Nguyễn Thị Yến biết rõ con trai mình sinh năm 2009, chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe, nhưng vẫn giao xe máy cho con điều khiển và gây tai nạn, khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 74%. Trước đó, ngày 30 tháng 1 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Khắc Dũng, sinh năm 2006, về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Vào 20 giờ 45 phút ngày 5 tháng 1 năm 2024, dù biết cháu Bùi Doãn Tùng Anh, sinh năm 2010, chưa đủ tuổi để điều khiển xe máy tham gia giao thông, nhưng Dũng vẫn đồng ý cho mượn xe tham gia giao thông và gây tai nạn. Hậu quả, cháu Bùi Doãn Tùng Anh tử vong tại chỗ. Thời gian qua, đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do người chưa đủ tuổi thành niên điều khiển. Nhiều chuyên gia cho rằng, để xảy ra các vụ tai nạn trên có một phần lỗi của phụ huynh. Vì vậy, cần phải quyết liệt quy trách nhiệm cụ thể với những phụ huynh khi giao xe gắn máy trên 50 phân khối cho con em chưa đủ 18 tuổi. Thưa quý vị, tai nạn giao thông do người chưa đủ điều kiện điều khiển, nhất là trẻ vị thành niên gây ra, đã được cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chủ quan giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển, bất chấp quy định của pháp luật. Chuyên mục An toàn giao thông kỳ này có phỏng vấn Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh xung quanh vấn đề vừa nêu để các bậc phụ huynh có cách nhìn đúng đắn và trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, quan tâm sát sao hơn nữa đến con em để tránh những tai nạn đáng tiếc. Hoàng Nga xin chào Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng ạ. Xin chào MC Hoàng Nga. Xin chào khán thính giả xem đài của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa Thượng tá, đối với hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển thì người giao xe sẽ phải đối mặt với những cái hình thức xử phạt như thế nào ạ?
Theo quy định tại điều 60 của luật giao thông đường bộ, người đủ 16 tuổi trở lên thì được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 phân khối. Người từ đủ 18 tuổi trở lên thì được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50 phân khối trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự. Xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi. Người đủ 21 tuổi trở lên thì được lái xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải từ 3.500 kg trở lên, lái xe hạng B2 kéo rơ móc. Người đủ 24 tuổi trở lên thì được lái xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ, lái xe hạng C kéo rơ móc, semi rơ móc. Người đủ 27 tuổi trở lên thì được lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi, lái xe hạng D kéo rơ móc. Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi là 50 tuổi đối với nữ và 55 tuổi đối với nam. Hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển thì người giao xe sẽ phải đối mặt với những hình thức xử lý theo Nghị định 100 năm 2019, được sửa đổi bổ sung theo Nghị định 123 năm 2021. Theo đó, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu 600.000 đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định, bao gồm không đủ độ tuổi, không đủ sức khỏe, không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, hoặc có nhưng đã hết hạn, đang bị tước quyền sử dụng. Đồng thời theo quy định sẽ phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định, bao gồm là không đủ độ tuổi, không đủ sức khỏe, không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển, hoặc có nhưng đã hết hạn, đang bị tước quyền sử dụng. Trong trường hợp gây tai nạn, căn cứ vào điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bởi khoản 76 điều 1 luật sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 2017 thì tùy theo mức độ nghiêm trọng mà có thể phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Mức cao nhất của tội này lên đến 7 năm tù. Thượng tá có thể phân tích rõ hơn về cái hành vi này, trong thời gian qua thì lực lượng chức năng đã xử lý như thế nào và trong quá trình xử lý thì có gặp những cái khó khăn gì hay không ạ? Hành vi trên xuất hiện chủ yếu ở nhóm tuổi học sinh đi xe mô tô. Đối với hành vi điều khiển xe ô tô khi chưa đủ tuổi thì là hy hữu, có thể nói là không có. Đối với hành vi vi phạm nêu trên thì ngoài việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với người không đủ điều kiện điều khiển xe, áp dụng các hình thức xử phạt cụ thể mà còn yêu cầu chủ xe lên làm việc, lập biên bản về hành vi giao xe hoặc để xe cho người không đủ tuổi điều khiển. Trên thực tế thì nhiều chủ xe cho rằng không giao xe nhưng con cái tự ý lấy xe sử dụng nên không biết là vi phạm. Ở đây thì tôi cũng xin nhấn mạnh rằng giao xe và để xe là hai hành vi khác nhau và đều vi phạm pháp luật. Giao xe là một hành động cụ thể, biết rõ người đó không đủ tuổi nhưng vẫn chủ động giao xe cho họ điều khiển, thể hiện ý chí của chủ xe. Còn hành vi để xe ở đây là thể hiện sự lơ là, buông lỏng trong việc quản lý xe của mình để cho người không đủ tuổi lấy xe điều khiển. Thưa thượng tá ạ, thực tế là vào các giờ tan trường ở các cổng trường cấp 2, cấp 3 thì chúng ta không khó để có thể bắt gặp hình ảnh các em học sinh chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển các phương tiện không đúng theo quy định của luật giao thông đường bộ. Vậy thì theo thượng tá, đó là do nguyên nhân cha mẹ không hiểu biết về luật hay là do cha mẹ biết nhưng vẫn cố tình để xe cho con mình chạy? Về cơ bản thì bố mẹ đều biết rõ về quy định này, nhưng do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan mà để cho con em điều khiển xe khi chưa đủ tuổi. Có thể chưa có điều kiện để mua cho con chiếc xe phù hợp với độ tuổi, không có thời gian để đưa đón con mà để con tự lấy xe đi. Thì một bộ phận ít hơn không biết quy định về độ tuổi mà thấy con mình cao lớn về thể chất, đủ khả năng điều khiển xe hoặc mặc dù là chưa đủ tuổi. Vậy thì khi mà cha mẹ lựa xe, lựa chọn phương tiện cho con mình thì cần phải lưu ý những điểm gì ạ? Và pháp luật thì quy định cụ thể như thế nào về điều kiện người điều khiển phương tiện giao thông, thưa thượng tá? Ngày nay thì nhiều phụ huynh có xu hướng cho con em mình tự lập và chủ động hơn bằng việc tự đi xe đến trường. Nhưng để đảm bảo an toàn giao thông cho con em thì cần lựa chọn mua sắm các loại xe phù hợp với lứa tuổi của các em. Theo quy định, người từ đủ 16 tuổi
tương đương độ tuổi học sinh cấp 3 hiện nay thì chỉ được phép điều khiển xe máy nhưng có dung tích dưới 50 phân khối. Ngoài ra thì cần nhắc nhở con em khi điều khiển phương tiện phải mang theo các cái giấy tờ như sau, đó là giấy chứng nhận đăng ký xe hay còn gọi là cà vẹt xe, giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hay còn gọi là bảo hiểm xe máy bắt buộc. Ngoài việc nắm được những quy định về việc sử dụng phương tiện để có thể lựa chọn mẫu xe phù hợp nhất, thì phụ huynh hãy thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, quy định của pháp luật. Trong thời gian qua thì việc mà tuyên truyền về an toàn giao thông trong các nhà trường thì cũng đã được quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà thực tế thì những cái tình huống giao thông ở ngoài đường thì nó sẽ đa dạng hơn rất là nhiều so với những gì các em được học. Vậy thì cái việc mà các em tham gia giao thông cùng với cha mẹ mình thì sẽ có những cái trải nghiệm trong thực tế và sẽ tác động như thế nào đến ý thức đảm bảo an toàn giao thông của các em ạ? Đúng như là Hoàng Nga vừa nói thì tình huống giao thông thực tế đa dạng hơn rất là nhiều so với những gì các em được học. Để giúp trẻ nhận thức, hình thành thói quen trong chấp hành quy định về an toàn giao thông thì cha mẹ phải là người gương mẫu chấp hành. Tuy nhiên thì nhiều phụ huynh vội vàng và tùy tiện khi tham gia giao thông, như đi ngược chiều trên đường để tiện đến trường, hoặc ra về dừng đổ xe lộn xộn, không đội nón bảo hiểm cho con, thì việc này về lâu dài thì trẻ em lại sao chép đúng hành vi của người lớn. Không ít phụ huynh đã tạo hình ảnh xấu của bản thân trong mắt các con của mình, như chở con em mình vừa vi phạm giao thông lại vừa nóng nảy hoặc xô xát với người khác trong khi tham gia giao thông. Người lớn suy nghĩ đơn giản là việc vi phạm này chỉ là những việc nhỏ, hành động bộc phát trong lúc người lớn đang muộn giờ. Thì tôi nghĩ là những bài học về luật giao thông, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông các con được học trong nhà trường chắc chắn sẽ phát huy hiệu quả hơn khi các con nhìn được những tấm gương của chính bố mẹ của mình trong cái việc tham gia giao thông trên đường. Vâng ạ, tôi cũng rất là đồng ý với ý kiến của Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng. Để giúp cho trẻ hình thành ý thức cũng như là những hành vi tham gia giao thông đúng luật thì cha mẹ cần phải là tấm gương cho các con mình noi theo. Và thưa Thượng tá ạ, để không còn xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc do nguyên nhân từ hành vi giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện điều khiển thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Chúng ta thấy rằng thì công tác tuyên truyền thì vẫn được đánh giá là biện pháp đem lại hiệu quả cao và có tính bền vững nhất. Thì do đó cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó cần tiếp tục tập trung xử lý nghiêm khắc để thực hiện cái việc răn đe đối với các cái trường hợp cố tình vi phạm. Xin được cảm ơn Thượng tá. Thưa quý vị, việc bảo dưỡng và chăm sóc xe khi bước vào mùa nắng nóng là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, phải chăm sóc thế nào mới đúng cách? Trong một bản đường kỳ này, kỹ sư Cao Huỳnh Minh Hiếu, giảng viên trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chia sẻ những kinh nghiệm chăm sóc bảo dưỡng giúp xe ô tô luôn hoạt động tốt dưới thời tiết nắng nóng như hiện nay. Cũng sắp tới cái mùa mà mình sẽ là nắng nóng cực điểm của trong năm. Thì khi mà mùa nắng như vậy á, thì khi mà mình bảo quản một chiếc xe ô tô, mình cần phải có những cái biện pháp mà nó sẽ hơi đặc biệt hơn so với những cái mùa còn lại. Thứ nhất là về cái nhiệt độ khi mà mình lưu thông xe trên đường. Thì nhiệt độ lúc này nó sẽ nắng nóng cao điểm, cho nên ảnh hưởng ít nhiều về cái phần giải nhiệt cũng như làm mát cái động cơ. Và để tăng cái tuổi thọ động cơ cũng như là các tình huống mà không may xảy ra trên đường, mọi người nên thường xuyên kiểm tra về hệ thống nước làm mát của động cơ. Sau cái phần hệ thống làm mát thì mình phải kiểm tra về hệ thống dầu động cơ. Dầu động cơ của mình đã được thay thường xuyên hay chưa, thay định kỳ hay chưa, hoặc là nếu có hụt dầu động cơ thì mình nên bổ sung vào dầu động cơ. Cái bộ phận thứ ba mình nghĩ nên thường xuyên theo dõi, đó là bộ phận về nước rửa kính trên xe ô tô. Bởi vì khi mà nắng nóng thì nó sẽ kèm theo khói bụi. Thì khi mà mình đi lưu thông trên đường mà mình khói bụi nhiều thì cái kính lái của mình nó ít nhiều nó cũng sẽ bị bụi bẩn và bám bụi. Thì lúc này mình cần phải có nước để mình có thể rửa được cái kính của mình, kính lái mình. Thì mình nghĩ là mọi người cũng phải nên châm nước rửa kính thường xuyên. Bởi vì cái mùa nắng nóng thì mình dùng khá là nhiều. Tuy nhiên thì mình không nên xịt thẳng nước làm rửa kính của mình lên cái kính xe của mình khi mà đang nóng. Mình hạn chế tình trạng đó. Bởi vì khi mà nắng nóng thì cái kính của mình nó hấp thụ nhiệt rất là nhiều. Thì khi mà mình bật nước rửa kính lên thì vô hình chung nó sẽ tạo ra cái nhiệt độ hấp trên cái bề mặt kính của mình. Thì về lâu về dài nó sẽ gây ra hình tượng là nứt hoặc là rạn kính. Cái mùa nắng nóng này mình cũng cần phải kiểm tra về hệ thống phanh trên động cơ.
Bởi vì khi mà hoạt động ở cái điều kiện nóng như vậy thì phanh của mình nó phải làm việc ở cái nhiệt độ nóng hơn. Do đó mình cần phải kiểm tra là về độ hao mòn của má phanh. Khi mà má phanh mình hao mòn quá mức thì mình nên là đi thay. Ngoài ra còn một chi tiết rất quan trọng nữa trong cái mùa nắng nóng này, đó chính là cái bộ phận điều hòa không khí, hay là cái bộ phận mà mình giải nhiệt trong xe của mình. Thì lúc này mình cần phải kiểm tra là cái hệ thống về lạnh, hệ thống máy lạnh của mình nó còn lạnh hay không, nó còn sâu độ lạnh hay không, hay là ga lạnh còn hay không. Thì mình nghĩ cái điều đó là mình nên đem đến các gara hoặc là các hãng để mình thường xuyên mà mình kiểm tra bảo dưỡng, đặc biệt là trong những mùa nắng nóng. Nhiệt độ cao thường gây ảnh hưởng xấu đến khả năng vận hành của ô tô. Vì thế, người dùng nên chăm sóc xe định kỳ, đều đặn, đặc biệt càng nên cẩn thận hơn vào thời điểm nắng nóng như hiện nay. Phần tư vấn vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục An toàn giao thông kỳ này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.